tâm trí. Đây cũng là chiến trường mà ta không cần vũ khí. Trái tim này là gang đâm tan lung người ba nương. Thân xác này là đồng ở trong có dòng máu đỏ. Máu có đồ hôm nay sẽ thắm ngọn cờ ngày mai. Chốn lao tù là nơi ta rèn tâm trí. Đây cũng là chiến trường mà ta không cần vũ khí. Trái tim này là gang đâm tan lung người ba nương. Thân xác này là đồng ở trong có dòng máu đỏ. Máu có đồ hôm nay sẽ thắm ngọn cờ ngày mai. Chương trình Câu chuyện lịch sử do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà văn hóa thanh niên thành phố thực hiện sẽ mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến thăm Côn Đảo vào một dịp vô cùng đặc biệt. Khi mà cả nước cùng hướng về kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, khi trong trái tim mỗi người chúng ta đều thể hiện tình cảm thiêng liêng và sự tri ân sâu sắc nhất đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh máu xương cho Tổ quốc. Chốn đau tù là nơi ta rèn tâm trí. Đây cũng là chiến trường mà ta không cần vũ khí. Trái tim này là gang đâm tan lung người ba nương. Thân xác này là đồng ở trong có dòng máu đỏ. Máu có đồ hôm nay sẽ thắm ngọn cờ ngày mai. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần đầu chương trình chúng ta đã được lắng nghe ca khúc Hát trong tù, một sáng tác của nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Và những người thể hiện ca khúc vừa rồi cũng chính là các cô chú cựu tù chính trị năm xưa. Và hôm nay, trong hành trình Côn Đảo ngày trở lại, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe các cô chú kể về những câu chuyện về những tháng ngày lịch sử không thể nào quên tại địa ngục Trần gian Côn Đảo. Trước năm 1975 á, thì đất nước mình bị chia cắt, cho nên nó có hai cái lá cờ. Một là cái lá cờ đỏ sao vàng. Và sau này khi thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam á, thì có cái lá cờ là đỏ xanh và chính giữa là sao vàng. Cái lá cờ đỏ sao vàng của mình hay là cái lá cờ nửa đỏ nửa xanh sao vàng á, là nó biểu tượng cho một cái lý tưởng đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đấu tranh cho cái sự tự do của dân tộc Việt Nam. Thì khi mà những cái chiến sĩ giải phóng, chiến sĩ cách mạng bị bắt vô trong tù, theo thông thường á, thông lệ quốc tế đó, thì không có ai mà buộc người ta phải bỏ cái lý tưởng của mình để theo lý tưởng khác hết á. Ví dụ như khi bị bắt ai là tù binh thì người ta sẽ có những cái quy chế đối xử tù binh rõ ràng. Nhưng mà ở cái chế độ cũ thì một cái hình thức á, nó làm nhục và nó muốn cho cái người chiến sĩ cách mạng đó là không còn giá trị nữa, tức là nó buộc khi mà bị bắt ra là phải chào cái lá cờ của họ, mà không được chào cái lá cờ mà là lý tưởng của mình. Và từ đó cái phong trào gọi là phong trào chống chào cờ hay là phong trào chống ly khai Đảng Cộng sản là nó có xuất hiện. Và không chỉ ở Côn Đảo đâu, mà từ các cái nhà tù khác của khắp miền Nam á, thì khi bị bắt vào á, thì em hình dung á, là sau cái giai đoạn mà nó tra tấn để nó khai thác mình á, thì khi mà nó đưa mình về trại á, là bắt đầu nó áp dụng cái đó, tức là buộc cái người chiến sĩ giải phóng á, là phải từ bỏ cái lý tưởng của mình. Thì như vậy đó, là người chiến sĩ giải phóng thì người ta không chấp nhận cái điều đó. Và để mà bảo vệ lý tưởng, để bảo vệ cái lá cờ của mình á, thì nó phải trải qua rất là nhiều cái hình thức đàn áp, tra tấn rất là dã man về mặt hình thức, hình thể. Thí dụ như là đánh đập nè, thí dụ như còng tay, còng chân, còng mà còng cái kiểu còng kéo đó, tức là một tay với một chân, chứ không phải đó là không phải là còng tay riêng, chân riêng, thì cái đó mình còn dễ dàng ha. Con đàn này nó còng một tay với một chân thì không thể nằm, không thể ngồi được, mà kéo dài suốt liên tục như trong mấy tháng, thì nó là hành hạ người tù, hoặc là nó treo người tù lên lơ lửng trên một cánh tay thôi, chứ không phải là treo hai cánh tay đâu. Toàn bộ cái sức nặng cơ thể đó, nó chịu đựng, và thậm chí có người sẽ bị giãn cái cơ này nè, cái tay nó sụi luôn đó. Chưa kể những cái hình thức khác về mặt tra tấn, về mặt hình thể, về tinh thần đó, là nó đàn áp, nó khủng bố bằng nhiều cách. Ví dụ như đối với tập thể nữ của các cô á, là ngoài cái chuyện mà chế độ hà khắc của cái ở tù nhà tù Côn Đảo này rồi á,
thì nó không cho mình viết thư về nhà, nó không cho mình nhận thư từ nhà gửi đến, cắt đứt mọi liên lạc, thì tra tấn về mặt tinh thần. Thì phải nói đó là cái chống chào cờ mà của cái người tù mà ở tại côn đảo này đó gian nan. Và các cô á, thì là các cô là một tập thể chống chào cờ từ trong đất liền ra, cho nên khi mà ra đây rồi đó là nó buộc nó phải chấp nhận là đây là một cái tập thể chống chào cờ. Cái đợt thứ hai đó thì các cô được ra thì nó cho ở trại, ở trại trại tư á, bây giờ gọi là như là trại Phú Tường, tức là cái trại mà nó trước khi mà mình vô chuồng cọp á. Thì ở đó đó thì tất cả mọi sinh hoạt này kia nọ nó là các cô tổ chức theo ý của tập thể của mình, tức là tập thể chống chào cờ đó. Thì nó hành hạ bằng cách khác đó, ví dụ như đó là thay vì nó phải cho ra tắm nắng thì bây giờ một ngày như vậy đó là mỗi buổi nó chỉ cho mình ra nửa tiếng thôi. Nửa tiếng đồng hồ đó để làm gì? Mình phải lấy nước vào để mình dọn cái nhà vệ sinh của mình đó. Rửa dọn này kia cho nó sạch sẽ đó. Rồi là ai mà có thể có tranh thủ giặt quần giặt áo gì đó là phơi ra ngoài đó. Thì nửa tiếng đồng hồ như vậy. Nhưng mà cái chế độ ăn á, thì cơm hẩm, mắm thì mắm đắng, mắm mà mình chấm vô là mình thấy nó đắng ghét như là uống thuốc chí ninh đó. Rồi là khô thì khô mục, khô cái tưởng tượng như là những cái khúc cây này nè, mà mình nhai thử thì nó y như cái khô hồi xưa mà các cô ăn. Tức là cái chế độ nó rất là hà khắc như vậy để dành cho những người chống chọc cờ. Nhưng mà phải nói là cái tập thể nữ ở tại côn đảo này đó là cũng rất là kiên cường, chấp nhận hết những cái điều đó để mà mình bảo vệ lý tưởng của mình. Và có một cái chi tiết á mà bây giờ cô kể thì mọi người có thể hình dung là khi mà Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết á, thì các cô biết là trong cái điều khoản của hiệp định á, là nó có cái điều khoản là trao trả tù binh và tù chính trị. Thế thì lúc đó nó là tập thể của các cô ở đây nó mới suy nghĩ thế này nè. Bây giờ có cái chuyện trao trả đó, tức là mình sẽ đi về với một cái tư thế của một cái người chiến thắng, chứ không phải của một cái người thân tàn ma dại bị là đài đọa ha. Mặc dầu là đi là hết nổi rồi, chân thì run rồi, ở trong tù lâu ngày này kia nọ rồi đó, cho nên là nó không có vững vàng được. Nhưng mà mình xác định là mình về với một cái tư thế khác. Và như vậy là các cô mới suy nghĩ ra đó là thêu cái lá cờ, thêu cái lá cờ đỏ sao vàng, nửa đỏ nửa xanh đó, thêu lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, và bắt tay vô là thêu liền, tại vì không biết khi nào nó trao trả. Thêu ngày thêu đêm, mà cái thêu đó mình không thể thêu công khai, bởi vì khi mà nó thấy mình thêu công khai như thế là nó sẽ đàn áp để mình tịch thu. Thật ra mà các em biết là cái phòng giam á là nó tối mù mù vậy đó, chỉ có ánh sáng là ngay ngoài cửa nó mới có ánh sáng. Mình bây giờ là muốn bảo vệ cái chuyện mà mình thêu cái lá cờ đó phải chui vô trong góc mình ngồi đó. Và như vậy là cứ phân công những cái lứa trẻ như hồi xưa tụi cô đó là 19-20 tuổi rồi đó, là thêu ngày thêu đêm, tối cũng vậy đó, mọi người ngủ hết rồi mới che trong cái góc để mà thêu. Và thêu là phải có kỹ thuật nha, chứ không phải là cứ thêu đại cho nó đầy đâu. Tại vì quan niệm là khi mình về mà mình phất cái lá cờ đó lên á thì mặt trái mặt phải nó phải giống nhau, nó phải đẹp như nhau, thành ra phải có kỹ thuật thêu nữa. Và như vậy đó là cũng phải nói đó là các cô đã hoàn thành được cái lá cờ đó trước khi diễn ra cái trao trả. Và khi mà các chị các dì mà về á thì phải nói là tạo nên một sự bất ngờ của cả đối với là phía mình mà phía kia, mình bắt cái cờ lên là ai nấy cũng thấy là đúng là sự trở về của những người chiến thắng. Nó đầy cảm xúc. Thật sự khi mà nghe cô kể mới thấy được cái sự khốc liệt, những hình thức tra tấn tàn bạo nhất và nhiều khi là hèn hạ nhất để làm nhục cái ý chí và cả tinh thần của những người chiến sĩ của chúng ta. Nhưng mà trong những hoàn cảnh đó chúng ta mới thấy được phẩm chất và tinh thần của người chiến sĩ cách mạng là tuyệt vời như thế nào. Và các cô dù là trong những thời khắc gian khổ vẫn tìm thấy tia sáng của lý tưởng và mang cái lý tưởng đó để lan tỏa cho mọi người, để chúng ta có được như ngày hôm nay. Đó là
là rất may mắn khi mà tụi con có dịp được đến với Côn Đảo trong những ngày lịch sử như thế này, và nhìn thấy những dấu tích của những ngày tàn khốc nhất. Mà như con được biết, trong những ngày đó dù là có gian khổ, có vất vả lắm, nhưng các cô vẫn luôn có những buổi học tập, vẫn luôn có những buổi sinh hoạt tập thể, có những lời ca tiếng hát và những câu chuyện phải nói là đầy lạc quan, để cùng động viên nhau hướng tới một lý tưởng, đó là giải phóng dân tộc. Thì chắc cô Lai có thể kể cho tụi con nghe một vài câu chuyện về những ngày đó, trong những cái lúc mà mình sinh hoạt hoặc là lúc mà mình chia sẻ với nhau á cô, có chuyện gì vui không ạ? Đúng là một cái tập thể mấy cô, trong đấu tranh thì gian khổ, chết chóc, hy sinh, vui buồn khổ cực. Thì một cái tập thể mà ở trong nhà tù, từ Thủ Đức qua Chí Hòa, Tân Hiệp rồi đi Côn Đảo, tức là đi đài ra Côn Đảo tháng 9 năm 1969. Nó ra nó giam mấy cô ở chuồng cọp 1, nhà 2. Phải nói lần đầu tiên là mấy cô sống chung với một tập thể chống chào cờ, chống nội quy, chống tất cả. Nhưng mà cái cuộc sống ở trong tù tuy vất vả, khổ ải, đài ái cực khổ, nhưng mà mấy cô lúc nào cũng lạc quan. Cũng có các dì, các chị lớn tuổi đã dạy dỗ cho mình những cái điều hay, những cái gương tốt của những người đi trước. Dù ở chuồng cọp 5 người, 7 người, nhưng mà chị em vẫn dạy cho nhau những cái bài thơ kể những cái anh hùng. Như thí dụ như là em là ai, cô gái hay nàng tiên, em có tuổi hay không có tuổi, Trần Thị Lý là bị điện giật dùi đâm dao cắt lửa nung, không giết được em người con gái anh hùng. Thì đó là gương đấu tranh ở trong tù mà chị Lý như thế, cho nên là mấy cô cũng học được cái gương anh hùng đó. Từ đó là một cái bài học sống để nung đúc được cái tinh thần ý chí ở trong nhà tù. Cái thứ hai là học cho quá không được nhiều, nó chữ nó rừng ở trên, nó đi trên mà nó thấy cầm một cái bút chì và nó cũng mở cửa vô này xét nó lấy ra. Còn cái học truyền miệng dạy cho nhau bằng cái lời ca, bằng một những cái bài thơ ca ngợi những anh hùng, thì cái đó nó truyền miệng học với nhau. Rồi mấy chị mỗi phòng đều có một cái tổ văn nghệ. Bởi vì nói văn nghệ giống như Bác Hồ nói là văn nghệ, văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Cho nên mấy cô vẫn, đó là một mặt trận đó. Cho nên là từ cái ca, múa, hát, nhạc, kịch. Thì trong những ngày gian khổ đó, những bài hát nào là những bài hát mà chúng ta thường hay hát với nhau thưa các cô? Mấy cô thì nói chung rất là nhiều bài hát cách mạng, bài hát truyền thống. Nhưng mà thường để nung đúc được cái tinh thần và ý chí thì mấy cô thường hát những cái bài hát như là Chống Lao Tù, bài Kết Đoàn, đúng không? Kết Đoàn. Bác Hồ thường là hát chung với các cháu thanh thiếu niên. Không biết gì các cô ơi. Bởi vì ở trong tù cái sự đoàn kết đó là nó rất là quan trọng. Chỉ mà một người mà nó ấy ra là coi như tất cả những cái thứ khác nó không thành công. Cho nên các cô rất coi trọng cái đoàn kết. Mà thật sự trong nhà tù đó là các cô rất là đoàn kết với nhau. Đoàn kết thật sự thôi. Chia nhau từng hột muối thì quá đáng, nhưng mà sự thật là có. Rồi rất là thương yêu, mà tới bây giờ tụi cô vẫn còn thương yêu nhau như ruột thịt. Thậm chí như là nhiều khi ở nhà đó, tụi cô mà một đứa có cái chuyện gì đó, một cô là các cô này cùng với nhau chăm lo lắng. Bây giờ cũng vậy, chỉ cần hú với nhau một tiếng là coi như chia sẻ với nhau những cái khó khăn với nhau. Mà hồi xưa cũng vậy. Có thể là mình không có cùng một cha sinh mẹ đẻ ra, nhưng mà mình đã giàu sinh ra tử với nhau. Thì ngày hôm nay mình luôn luôn coi nhau như ruột thịt, chị em. Vậy thì tại sao chúng ta không ngay trong cái không gian đặc biệt này mình cùng hát bài Kết Đoàn được không thưa các cô? Các cô còn nhớ đúng không ạ? Bây giờ mình ai cô nào sẽ bắt nhịp trước đây để cô cháu mình hát chung bài đó đi. Rồi 2, 3. Kết đoàn chúng ta là sinh
dù sắt hay là gan, mà sắt với gan còn kém bền vững, chúng ta sẽ phân thủ tự nhân. Không biết là hồi xưa mình có thể cái động lực nào có thể giúp mình có thể vượt qua được những cái ngày mà ác liệt kinh khủng như vậy. Hồi mà mới bắt đầu tham gia cách mạng cũng may mắn là chúng tôi được dạy dỗ, được giáo dục về lý tưởng vì sao mình phải đi làm cách mạng. Đi làm cách mạng để giải phóng dân tộc, và hồi đó là còn học thêm là xây dựng xã hội không còn chế độ người bóc lột người. Dù mình có hy sinh đi nữa thì cách mạng cũng tiến lên, dù mình có hy sinh đi nữa thì cách mạng cũng thành công. Vì cái lý tưởng đó mà những lúc thấy rằng mình kề bên cái chết, mình vẫn sẵn sàng, bởi vì mình nghĩ rằng cách mạng sẽ thành công. Có lúc nó đổ nước, nó hỏi cái nhà mình hay là nó hỏi khai mình phải khai đồng chí đồng đội mình. Có lúc có nhiều cô chú nói rằng nó nhắc mình đã muốn khai vậy, nhưng mà nuốt nó vô, nghĩa là ém tới vô dứt khoát chấp nhận chết. Cho nên hồi đó cô có thai, người ta hỏi sao mà không khai với nó là tôi có thai, tôi có bầu, có con, thì để cho nó dừng tay lại, nó bớt. Cô nghĩ cô, lúc đó cô không có nghĩ sống, mà mình nghĩ là mình sẽ chết, mà chết thì mẹ chết, con chết. Khi mà con nghe những cái điều mà các cô chia sẻ, con cảm thấy là wow, các cô thật là tuyệt vời. Con rất là tự hào luôn, tự hào vì được làm con, làm cháu, làm thế hệ tiếp nối của các cô. Nó là một cái gì đó rất là thiêng liêng, mà khiến là cho con tự cảm thấy là bản thân mình phải còn cố gắng rất là nhiều hơn nữa những gì mà con có thể làm, để thứ nhất là không phụ lòng các cô, các chú đã hy sinh. Thứ hai là không phụ những cái kỳ vọng của các cô đã để lại và truyền nối tiếp lửa cho tụi con. Con xin rất là cảm ơn các cô. Người ta nói đó, con hơn cha là nhà có phúc. Mấy con sẽ giỏi hơn mấy cô. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay trong hành trình cung đảo ngày trở lại, ta đã cùng lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ từ các cô, các chú là những cựu tù chính trị năm xưa. Những chứng nhân lịch sử kể về những tháng ngày không thể nào quên ngay tại cung đảo. Trong những tháng ngày gian khó đó, những người chiến sĩ cách mạng vẫn luôn giữ được khí tiết kiên trung và niềm tin vào một lý tưởng giải phóng dân tộc. Để ngày hôm nay cùng tiếp thêm sức mạnh, niềm tự hào và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ chúng ta.